Thưa quý vị, lực lượng an ninh kinh tế luôn đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và các vi phạm pháp luật. Cùng với đó là bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân, theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vừa diễn ra sáng nay. Xã hội mới vừa đảm bảo cho lực lượng an ninh kinh tế đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức mới, có nhiều đề xuất tham mưu chiến lược lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đã tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh kinh tế. Lực lượng đã chủ động đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực, địa bàn kinh tế, phát hiện, đẩy lùi, ngăn chặn những nguy cơ về kinh tế, bảo vệ đường lối chính sách về kinh tế, bảo vệ đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, lực lượng an ninh kinh tế đã kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý có hiệu quả những phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia trong đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được trong thời gian qua. Tới đây, lực lượng an ninh kinh tế cần kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện đối với công an nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh kinh tế, luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng về an ninh trật tự, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh kinh tế và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật. Cùng với đó là chủ động nắm vững tình hình, nghiên cứu đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm từ xa nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế nước ta để kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách, làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, thẩm định yếu tố an ninh trật tự trong các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế luôn đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa, nhạy bén, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và các vi phạm pháp luật, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hiệp đồng tác chiến hiệu quả với các ban bộ ngành ở trung ương và địa phương, chú trọng xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta phải cùng nhau xây dựng một cái lực lượng an ninh kinh tế nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, rồi tinh thông về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật và có tính nhân văn cao cả. Danh dự là điều thiêng liêng nhất, đặt cái lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, và gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Với truyền thống anh hùng cách mạng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sáng mãi tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh kinh tế sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ quốc gia, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.